Rồi hello, chào anh em nha. Ngày nay quá trời bơm hơi rồi, anh em ơi, đụng ổ bơm hơi rồi. Xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng, màu nào cũng có hết. Hai ngựa, một ngựa. Trắng, hường. Có anh nào thích màu hường không nha? Anh nào thích màu hường? Ôi giời ơi, lửa gì nó có lửa kìa. Nó cắt cái chân cái là tới xương. Nó phải cái dao á. Nè. Đây đó hả? Phải cái dao á, phải cái dao này chắc. Dao cắt bánh mì. Phải cái dao này chắc nó tét. Đi qua ta hai ngựa anh em ơi, toàn size hai ngựa, size nhỏ nhỏ không à. Size này là vừa thích hợp cho anh em gia đình cũng được, rồi xưởng nhỏ nhỏ cũng được. Đó, thấy cái màu dễ thương không? Thấy cái màu ngọt ngào ghê không? Anh em thấy màu ngọt ngào ghê không? Trời ơi khoan bàn. Ưu tiên anh em nào làm hết nha. Không phải bán lẻ à? Chưa bán lẻ anh ơi. Ưu tiên anh em nào làm hết. Ồ, màu tím nữa kìa. Nay động ổ bơm anh em ơi. Động nguyên ổ bơm rồi. Bơm này là bơm hơi. Đó. Như đây là con khô. Con khô Hitachi một ngựa một pha nha anh em. Một ngựa một pha điện 100-200 nha. Có nghĩa là anh em muốn đấu sao đấu đó. Đó, đẹp ghê không? Con khô là không khí sạch nha. Quá trời đẹp. Không thể nào đẹp hơn. Con này là không khí sạch dùng cho chuyên dùng. Là lấy không khí không có lẫn dầu. Con này là hai ngựa. Hai ngựa. Hai ngựa có dầu. Tăng ơi, lát em kiếm cái gì em nhét đây đừng cho nước vô nghe Tăng. Ôi, đẹp ghê nè. Ừ được, cứ bọc ni lông cho nước nó vô. Rồi. Quá đẹp anh em ơi. Hàng chưa bán lẻ anh em ơi. Anh em ưu tiên anh em làm hết lô sang ngang luôn. Sang ngang tìm tình yêu mới. Rồi, bà này bà Iwata anh lép. Hai ngựa luôn. Bánh tông nhỏ. Ồ, màu tím. Tím tình yêu nè. Hai ngựa không anh em ơi. Toàn là hai ngựa không. Có dầu có, không dầu có. Đây, con này là con không dầu. Dừng chạy nha, chạy nha. Không có nắp này đâu, có gặp nắp đâu đâm gắn lại nha ta. Mắc cái nắp lọc gió uổng kìa. Ê đừng để gần quá chạy hết Hậu ơi. Có để hở hở ra không? Cứ để gọng gọng thoải mái đi. Kéo ra luôn, dở lên luôn, dở lên luôn. Lắc lắc chạy hết. Ừ. Để đẹp cho anh em. Khoan bàn anh em ơi. Tới công chuyện luôn. Ồ, cái khoan bàn màu xanh xanh ha. Nắp nhựa rồi ha. Kỳ rồi ha, ga rồi ha, ba mu ly rồi ha. Mét 2, mét rưỡi rồi ha. Lên luôn hả? Yoshida. Bây
giờ ưu tiên anh em nào làm hết lô nha, phan bàn bán hết luôn. Hai ngựa không dầu Hitachi đẹp long lanh luôn. Này vẫn không dầu á. Đẹp quá, đẹp quá. Quan trọng là giá. Này đang bán hết lô quẹo. Ừ. Xả. Thì khi nào bán lẻ thì đó. Hai ngựa có dầu nha anh em. Hitachi. Ở gần thì tới xem, ở xa thì có thể yêu cầu cung cấp thêm hình ảnh, quý cung cấp thêm. Ưu tiên là bán hết luôn anh em, chưa bán lẻ nha. Còn anh em bán lẻ cái gì chấm thảy bỏ vô hình nó đi, chụp màn hình. Chụp màn hình chấm bỏ vô đó đi, rồi nếu quý bán lẻ thì quý sẽ báo giá sau. Hiện tại thì quý chưa có bán lẻ cho nên chưa có báo giá. Nhỏ nhỏ dễ thương không anh em ơi. Chào, hẹn gặp lại anh em nha. Cảm ơn em đã xem.